365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày 39. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 38. Các anh tìm gì thế? Lời Thánh Francisco Borgia. Từ nay, mọi danh vọng và lạc thú trần gian chẳng dính dáng gì đến Francisco nữa. Học với Chúa Giê-xu. Các anh tìm gì thế? Chúa Giê-xu đã quay lại đằng sau và đặt câu hỏi đó cho hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đang bước theo Chúa. Đây là câu hỏi nền tảng và quan trọng cho mọi Kitô hữu ở trong mọi bối cảnh của cuộc sống. Câu hỏi này của Chúa Giê-xu vẫn được gửi đến mọi người qua nhiều hình thức để mời gọi chúng ta ý thức hơn nữa về điều mà mình đang tìm kiếm, về điều mình đang theo đuổi. Francisco Borgia sinh năm 1510, mất năm 1572, là một vị thánh dòng tên. Ngài thuộc về gia đình hoàng tộc. Khi hoàng hậu Isabel qua đời, Ngài được cắt cử tháp tùng thi hài của hoàng hậu, một mỹ nhân sắc nước hương trời, đến chỗ an táng của hoàng tộc. Trước khi hạ huyệt, quan tài được mở ra để được xác nhận. Cảnh tượng đã làm đảo lộn cuộc đời của chàng. Francisco Borgia đã nghe một tiếng gọi từ bên trong thôi thúc và đã đi tới một quyết định. Ngài từ biệt khung cảnh sống sang trọng và danh giá trong triều đình và bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Ngài vào dòng tên, trở thành cha tổng quyền thứ ba của dòng và cuối cùng Ngài trở nên một vị thánh. Ngài nói, từ nay mọi danh vọng và lạc thú trần gian chẳng dính dáng gì đến Francisco nữa. Kinh nghiệm của Thánh Francisco Borgia mời gọi bạn và tôi suy xét để trả lời cho câu hỏi của Chúa Giê-xu dành cho hai môn đệ ngày xưa và hôm nay dành cho bạn và tôi. Các anh tìm gì thế? Chúng ta đang đi tìm gì lúc này? Và tại sao lại tìm kiếm điều đó? Điều ta đang tìm có đưa lại hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu hay chỉ là một thoáng hạnh phúc chóng qua để thỏa mãn một đam mê nào đó? Quan trọng hơn hết, điều bạn và tôi đang tìm có đưa ta lại gần Chúa hay không? Lạy Chúa Giê-xu, đời người chúng con luôn là một hành trình tìm kiếm. Giữa dòng đời có nhiều tiếng kêu mời của muôn người và đến từ muôn hướng. Với câu hỏi thật ngắn ngủi, các anh tìm gì thế? Chúa mời gọi chúng con luôn tỉnh thức để không đi tìm những điều phù vân chóng qua, mà trên hết luôn biết đi tìm Chúa, nước Chúa và sự công chính. Lạy Chúa Giê-xu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Francisco Borgia, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giê-xu. Các anh tìm gì thế? Với câu hỏi này của Chúa Giê-xu, mời bạn phản tỉnh và suy xét xem điều gì bạn đang tìm kiếm, đang theo đuổi và đang bám vào
nhưng lại không có chất Chúa, không quy về Chúa. Khi nhận ra điều đó, bạn hãy có thái độ rất cụ thể để từ bỏ điều đó ngay ngày hôm nay. Hôm nay cũng là sự khởi đầu của con đường từ bỏ điều đó, bạn nhé. Từng ngày dù thương sức con luôn vững tin.
người con đi.